Chào các bạn nha. Hiện dòng mình nó nãy nó đẻ ăn trứng rồi. Đây trứng này. Nó đẻ nãy giờ một trứng rồi mà lâu quá nó cũng chưa có đẻ tiếp. Thì mình đang kích thích cho nó dễ sinh, dễ đẻ ha. Mình kích thích bằng cách mình vuốt ở cái vùng chậu của nó nè. Vuốt chừng 15 đến 30 phút. Chúng ta nó vuốt 15 đến 30 phút. Nếu mà nó chưa đẻ nữa thì các bạn tiếp tục vuốt hoài. Mục đích là vuốt vùng chậu này để cho chúng dễ đẻ. Em cái này thì em cái đẻ mùa đầu cho nên nó mình cũng chưa có biết là kết quả ra sao, không biết em nó đẻ mau không, thì mình sẽ hỗ trợ vuốt kích thích cho cái vùng chậu của nó có cảm giác để nó đẻ mau hơn. Đẻ một trứng rồi mà trứng này không có phôi nha các bạn. Phôi cũng nhiều lắm mà sao trứng đầu không có phôi. Thường thường trứng đầu không có phôi. Mấy trứng sau thì thường nó sẽ tốt hơn, bự hơn. Rồi bây giờ mình tắt cùi déo, mình tiếp tục mình hỗ trợ vuốt nó để cho sinh sản tốt hơn. Bây giờ chào tạm biệt các bạn, nhớ đăng ký cùng đồng hành với mình nha. Gà mình sẽ lát nữa mình nó đẻ mình sẽ quay cận cảnh và cận cảnh để các bạn xem. Rồi xin chào tạm biệt.